Tỉnh Đồng Nai đã chi trả 120 tỷ đồng hỗ trợ công nhân lao động và người dân thuê trọ trên địa bàn. Theo đó, tỉnh này hỗ trợ cho gần 402.000 công nhân lao động thuê trọ với mức là 300.000 đồng một người bằng tiền ngân sách địa phương. Ngoài ra, Đồng Nai cũng hỗ trợ đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Đây là chính sách đặc thù của Đồng Nai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo thống kê, toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 20.000 khu nhà trọ với khoảng hơn 150.000 phòng trọ, đáp ứng trên 450.000 chỗ ở cho công nhân, người lao động. Hơn 80% trong đó đang thuê phòng trọ với giá từ 1 tới 1,5 triệu đồng một phòng một tháng. Thưa quý vị, hiện nay thì nhu cầu thuê trọ của không ít những người lao động đến thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bắt đầu coi trọng đến yếu tố không gian và môi trường sống. Việc mà nâng cấp những căn phòng trọ sơ sài trở thành phòng trọ khép kín và tiện nghi, mới lạ và độc đáo trong mắt người thuê đang được nhiều chủ nhà trọ quan tâm. Vâng, câu chuyện về ông chủ nhà trọ Nguyễn Thành Tâm, 56 tuổi, ngụ tại phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư bài bản khu trọ dành cho công nhân, người lao động cũng như quan tâm đến đời sống của người thuê nhà là ví dụ điển hình. Vào năm 2005, trên mảnh đất rộng 3.000 m², ông Tâm đã dùng số tiền tích góp của mình và vay thêm ngân hàng để xây dựng lên khu trọ có 35 phòng. Sau 17 năm, đến nay khu trọ có tổng số 152 phòng với khoảng 410 nhân khẩu đang sinh sống, chủ yếu là các cặp vợ chồng, gia đình công nhân và người lao động địa phương. Mỗi phòng trọ có diện tích khoảng 27-28 m², có gác lửng và với mức giá thuê dao động từ 1,5 triệu đến 1,7 triệu một tháng dành cho công nhân và lao động tự do. Ở đây thì một là cái an ninh nó tốt, thứ hai nói về sinh hoạt nó có rơi đất, nó có cái nghiêm túc, nó không ồn nào, không có sự lộn xộn. Ngoài ra, ông Tâm còn xây dựng các đường đi thông thoáng, thậm chí làm luôn cả đường vòng ra ngõ ở phía sau dãy nhà trọ để đề phòng trường hợp có xảy ra cháy nổ thì người thuê trọ có thể di chuyển dễ dàng ra ngoài. Đặc biệt hơn cả, phải kể đến mảng xanh trong khu trọ này. Hàng cây xanh với thiết kế mái vòm khiến cho nơi đây trông rất cổ kính và hòa hợp với thiên nhiên. Đợt dịch rồi thì ông trang hoàng cái khu trọ, ông trồng cây, nhìn nhà trọ nó khác, nhìn nó có cây xanh, nó tươi, đỡ không khí nó cũng dễ chịu nữa. Khi mình làm một cái công việc xây dựng nhà trọ thì tức là mình phải quan tâm nó phải có đối lưu khí là một, cái thứ hai nữa là vấn đề an ninh, thứ ba nữa là vui chơi giải trí. Nói chung này nó còn rất là nhiều thứ bên cạnh đó, là tức là nó cũng cần phải có cây xanh. Dù hiện tại vẫn còn nợ ngân hàng tiền tỷ sau khi xây xong khu trọ, nhưng từ tháng 5 năm 2021, khi thành phố áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, ông Tâm đã giảm giá tiền phòng trọ mức 200.000 đồng một phòng một tháng trong vòng 7 tháng. Với tính khí hào sảng, thẳng thắn và đầy nghĩa tình, vợ chồng ông chủ trọ quê Bình Định này đang được rất nhiều người mến mộ và lan tỏa trên các trang mạng xã hội. Khoảng 2 tuần nay, giá đất tại huyện Củ Chi, Hóc Môn đã tăng rất mạnh. Nhất là tại huyện Củ Chi, so với thời điểm cuối năm ngoái thì giá đất đã tăng 10-20%. Nguyên nhân là do có đề xuất đưa Củ Chi lên thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng có kế hoạch thu hút đầu tư rất nhiều dự án vào đây trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc giá đất đang bị đẩy lên cao như hiện nay sẽ khiến thành phố Hồ Chí Minh khó khăn hơn trong việc thu hút đầu tư. Miếng đất 100 m² với 70% đất thổ cư ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi được anh Hiếu, môi giới đất, cho biết cuối năm ngoái được giao bán với giá là 2,7 tỷ đồng, nhưng đến nay đã tăng lên 3 tỷ. Theo anh, giá đất tại đây đã tăng từ 10-20% so với cuối năm ngoái. Dù giá cả tăng vọt nhưng gần nửa tháng nay người xuống Củ Chi hỏi mua đất rất nhiều, nhưng môi giới đất tại Củ Chi như anh Hiếu dường như không có ngày nghỉ. Trung bình thì ngày nào cũng có khách cả. Một tuần thì 7 ngày là đi cả 7 ngày. Ông họ giao dịch cũng nhanh lắm, đợt này là nhanh hơn trước rồi. So với trước Tết thì lúc dịch còn chậm, như Tết xong rồi là xuống họ một xuống tiền luôn. Tại vì đất giờ nhu cầu người mua nhiều hơn người bán. Có thông tin về mà Củ Chi lên thành phố á, thì nó rất là cao, giá cao. Trong vòng một ngày á, thì bữa trước bữa sau là nếu mà mình khách của mình mà về lưỡng lự là miếng đó là sẽ giao dịch rồi.
không tới lượt mà để chờ 1-2 ngày đó. Hiện giá đất tại Tân Thông Hội, thị trấn Củ Chi, xã Tân Phú Trung được cho là đang ở mức cao nhất trong địa phương với mức giá từ 18 triệu đồng một mét vuông trở lên. Theo các môi giới, giá đất tại huyện Củ Chi vẫn đang có xu hướng lên cao bởi nhiều yếu tố như lên thành phố, thành lập thành phố Tây Bắc, thu hút đầu tư và các kế hoạch triển khai các công trình giao thông như dự án đường vành đai 3, cao tốc. Điều này khiến nhiều nhóm đầu cơ đã mua gom đất sớm kiếm lời và tạo ra những khó khăn cho người dân và cả chính quyền. Giá đất khi bị đẩy lên quá cái giá trị thực thì đó là một cái rào cản. Thứ nhất là rào cản cho chính người dân ở tại khu vực đó. Bởi vì rất nhiều người dân ở trong khu vực là người ta có nhu cầu thật để tạo lập nhà ở. Nhưng mà khi giá đất bị đẩy lên ở cái mức ảo rất cao thì nó là cản trở cái khả năng để tạo lập nhà cửa của chính những người dân. Đối với các nhà đầu tư, khi họ tham gia cái việc là thuê mướn hoặc đầu tư vào thì cái chi phí giá đất sẽ đội lên rất nhiều và ảnh hưởng đến cái bài toán hiệu quả kinh doanh của họ. Thì tôi nghĩ đây là một cái mà các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và chính quyền của huyện Củ Chi cũng cần xem xét lại, cân nhắc lại cái việc là điều tiết quy hoạch ra rõ ràng để tránh cái những một cái nhóm lợi ích nó đẩy cái giá thành của đất lên. Theo các chuyên gia, nếu thành phố Hồ Chí Minh không có giải pháp để ngăn chặn việc mua bán đầu cơ, thổi giá đất lên cao thì việc thu hút đầu tư mà chính quyền đang có kế hoạch cũng khó mà thành công. Bởi khi ấy, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ cao hơn. Chi phí thuê nhà xưởng, văn phòng sẽ bị đẩy lên ở mức giá không còn tính cạnh tranh với các địa phương lân cận khác. Cứ vào dịp hè thì lại có những thông tin về học sinh tử vong do đuối nước. Mặc dù là thời gian qua, các cấp ngành đã đưa ra nhiều những giải pháp để nhằm ngăn ngừa đuối nước, nhưng mà số người tử vong do đuối nước vẫn còn cao. Tối ngày 27 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đã không thể cấp cứu trường hợp đuối nước tại biển Cửa Việt do Linh đã nhập viện vào chiều cùng ngày. Nạn nhân là anh Võ Minh Hờ, 31 tuổi, trú tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà. Khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ tại bãi tắm Cửa Việt thuộc thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị có nhận được thông tin về hai người bị sóng cuốn ra xa khi tắm biển. Một người sau đó đã tự bơi được vào bờ, một người mất tích. Còn tại Đà Nẵng, thì Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển khu du lịch Đà Nẵng đã tìm thấy thi thể nam du khách bị sóng cuốn trôi khi tắm biển vào ngày 28 tháng 3. Mặc dù đã được khuyến cáo không nên đến tắm tại vùng biển này, không nên ra xa bờ, tránh bị sóng cuốn, nhưng nhiều người thì vẫn bất chấp, đã dẫn đến nhiều những vụ đuối nước thương tâm. Nuôi thú cưng là một thú vui tao nhã của rất nhiều người hiện nay, đặc biệt là các bạn trẻ. Thế nhưng để huấn luyện những chú chó cưng thành thục các kỹ năng như là nghe lời, vệ sinh đúng chỗ, không ăn bả chuột, biết cách bảo vệ chủ nhân thì không phải chuyện dễ. Phần tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với một lớp học rất đặc biệt, lớp học của những chú thú cưng ở ngoại thành Hà Nội. Tay phải đâu? Phải, giỏi. Trái, giỏi. Giỏi, chơi, chơi. Mình xin giới thiệu, đây là sân tập La Lăng. Thì hiện tại chó đến đây được tập kỹ thuật cơ bản. Một khóa ở đây hiện tại là đào tạo 3 tháng. Tổng chó luyện thì khoảng tầm 126 con chó của khách gửi vào huấn luyện. Hiện tại thứ nhất là vào đây huấn luyện thì chó là được huấn luyện các bài kỹ thuật, ví dụ như đi cạnh, đứng, nằm, ngồi, bò, trào, sủa, cắp vật, yên gọi lại và từ chối thức ăn người lạ. Còn chó chiến đấu thì nghiệp vụ thì là được bảo vệ chủ cái gác đồ vật và tấn công theo lệnh. Rứt rồi, rồi rứt, rứt rồi. Hơi nhá, hơi lên cầu. Rồi sẽ rồi, rồi. À, xuống đi, xuống đi. Rồi, rồi, rồi. Bạn này là bạn sữa, giống chó Alaska. Bạn này vào đây được khoảng một tháng ạ. Khi các bạn ấy mới vào ấy ạ, thì các bạn ấy chưa quen với huấn luyện viên. Thì mình phải sử dụng thức ăn và là nước uống để làm quen dần với các bạn ấy. Sau đó là bắt đầu dẫn ra ngoài chơi dần. Thì khi các bạn ấy đã chơi với mình, các bạn ấy cảm thấy nó không có gì gọi là nguy hiểm thì các bạn sẽ tin tưởng mình và cuốn quýt mình hơn, và lúc đó sẽ bắt đầu huấn luyện ạ. Chào. Giỏi. Bắt tay phải. Tay phải giỏi. Tăng. Yeah. Giỏi. Sữa giỏi. Trong chương trình 3 tháng huấn luyện, trung tâm và những người huấn luyện viên ấy
cũng mời những cái chủ chó và khách của chủ chó đến đây để bàn giao hàng ngày. Ví dụ dạy được cái đâu mình bàn giao đó, sau này trong vòng 3 tháng thì về chủ chó, nhiều chủ con chó nó cũng rất ngoan và nghe lời chủ cũng rất hài lòng. Sau 3 tháng huấn luyện thì khi các bạn ý trở về nhà ấy thì bọn em cũng cảm thấy một chút là buồn buồn, tại vì là các bạn ý gắn bó mình 3 tháng ấy thì ăn ngủ gần như là cùng nhau, nên là cũng có một chút hơi buồn, nhưng mà cũng vui là vì các bạn ý trở được về với gia đình mà ngoan ngoãn nghe lời chủ ạ. Hành trình khảo sát xây dựng di sản văn hóa ẩm thực 5 tỉnh khu vực phía Bắc vừa chính thức bắt đầu tại tỉnh Nam Định. Đây là sự kiện khởi động dự án 100 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam do Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam VCCA khởi xướng. Và sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 3 tại tỉnh Nam Định, Hà Nam, Thái Nguyên, Phú Thọ và Hà Nội. Dự án 100 món ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam sẽ xây dựng dữ liệu món ăn gắn với các nghệ nhân, tiến đến xây dựng các thực đơn thuần Việt nhưng ngang tầm quốc tế. Nhờ công cụ số, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam VCCA sẽ lập ra một bản đồ ẩm thực Việt Nam gắn với các điểm đến du lịch, giúp nâng tầm ẩm thực Việt Nam và thu hút khách du lịch. Dịp này, tỉnh Nam Định cũng đón nhận bằng xác lập top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2020-2021 cho 2 món bún đũa và phở bò Nam Định. Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam 2020-2021 cho sản phẩm kẹo Siêu Châu tỉnh Nam Định của Trung tâm Kỷ lục Việt Nam. Đây là chương trình có nhiều ý nghĩa, không chỉ giới thiệu tinh hoa ẩm thực thành Nam tới khắp mọi miền cả nước, mà còn tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các doanh nghiệp kinh doanh ẩm thực theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị văn hóa, góp phần đa dạng hóa, tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm ẩm thực. Hiện nay khi mà người nhà nhà đều lần lượt đối diện với nguy cơ trở thành F0 nhưng cuộc sống vẫn phải vận hành theo guồng quay bình thường, thì mô hình du lịch sức khỏe đang được rất nhiều người quan tâm. Đây là mô hình nhằm tăng cường sức khỏe thể chất cũng như tinh thần, phục hồi bản thân để thích ứng trong bối cảnh sống chung với dịch bệnh. Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Ứng dụng Trị liệu Việt tại thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và đưa vào vận hành mô hình du lịch sức khỏe. Đây là mô hình chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền, vận dụng ẩm thực dinh dưỡng xanh, tăng cường sức đề kháng, chữa trị triệu chứng và nâng cao tinh thần cho du khách, nhất là các F0 vừa khỏi bệnh hay những người có thể chất và tinh thần bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Hiện mô hình được gắn kết với các tour du lịch để phục vụ du khách, là một sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nổi bật của mô hình này là sử dụng 2 trường phái y học cổ truyền gồm Thái Cực Khí Công, Thập Nhị Liên Hoa và Dây Ấn Huyệt Chảo Chỉ Pháp. Như vậy thì hai mô hình đó chúng ta sẽ phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, đầu tiên là các tỉnh thành phía Nam. Sau đó là chúng ta sẽ đi lan cả nước. Mô hình du lịch sức khỏe này được quản lý, điều hành dựa trên nền tảng số hóa. Quy mô của mô hình trung tâm gồm khu kỹ thuật dịch vụ spa trị liệu, khu khám chuyên khoa trị liệu, khu ẩm thực, khu trưng bày giới thiệu truyền thống, dịch vụ sản phẩm và hội trường giao lưu, tổ chức chuyên đề, đào tạo. Phát triển các loại hình, các mô hình du lịch sức khỏe ở trong cái tình hình hiện nay, chúng tôi thấy là rất cần thiết, rất bức thiết đối với người dân và du khách đến thành phố Hồ Chí Minh cũng như đến các tỉnh thành ở Việt Nam. Theo khảo sát của ngành du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam lưu trú trung bình 8 ngày, rất phù hợp để trải nghiệm các sản phẩm du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe. Mô hình du lịch sức khỏe kết hợp với y học cổ truyền giúp đa dạng sản phẩm du lịch giai đoạn hậu COVID-19, góp phần kích cầu du lịch. Trong giai đoạn hiện nay có thể nói là du lịch sức khỏe là một cái xu hướng, và khi mà đi du lịch thì ai cũng nói là có an toàn không, có đảm bảo được sức khỏe hay không, thì cái mô hình du lịch sức khỏe nó như là một cái lời cam kết và làm cho mọi người có thể là an tâm hơn khi mà đi du lịch. Kết hợp giữa du lịch và y học cổ truyền sẽ là một hình thức rất là mới mẻ. Chúng tôi hy vọng là điều này sẽ góp phần để cải tiến cái nền du lịch của Việt Nam cũng như là để quảng bá y học cổ truyền của Việt Nam. Việt Nam là một trong các nước có nền y học cổ truyền lâu đời, đóng vai trò không nhỏ trong chăm sóc sức khỏe người dân. Tuy nhiên, thế mạnh này lâu nay chưa được ngành du lịch khai thác đúng mức. Mở cửa lại du lịch trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn lan rộng trên toàn thế giới, đây được xem là cơ hội để ngành du lịch phát triển theo hướng du lịch vì sức khỏe cộng đồng. Nhiều người kỳ vọng mô hình này sẽ phát triển rộng rãi trong thời gian tới để nhiều người được tiếp cận và hưởng thụ những lợi ích mà y học cổ truyền mang lại.